Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món sườn chiên nước mắm. Sườn chiên ăn mềm, thấm vị đậm đà, thơm mùi nước mắm, rất hấp dẫn luôn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì hôm nay mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm món sườn chiên nước mắm á, các bạn thì các bạn cần chuẩn bị cho mình đây là sườn. Sườn thì các bạn là nên mua sườn non các bạn ha, mình dùng sườn cộng hoặc là mình chặt ra cũng được. Thì ở đây mình có đây là một vỉ sườn, nó cỡ khoảng 500 g nha. Ngoài sườn ra thì mình sẽ chuẩn bị khoảng ít miếng thơm á, rồi hành tím, tỏi nè, bột bắp, hoặc là các bạn sử dụng bột chiên giòn cũng được. Ngoài ra thì mình cũng sẽ cần những cái gia vị thông dụng trong nhà bếp thôi. Thì đầu tiên về cái sườn này, khi mà các bạn mua về thì mình rửa sạch qua nước lạnh đi. Sau đó thì mình sẽ ngâm với lại nước muối nha các bạn ha, mình ngâm có khoảng 10 đến 15 phút. Thì nãy giờ mình đã ngâm được khoảng 15 phút rồi nè, thì bây giờ mình rửa lại cho thật là sạch luôn nha. Sườn sau khi mà các bạn đã rửa sạch rồi đó thì bây giờ mình dùng một cái nĩa các bạn xăm vào đây nè. Thì như vậy nó sẽ giúp cho miếng sườn thứ nhất là nó mềm hơn, cái thứ hai nữa là nó nhanh thấm hơn ha các bạn ha. Các bạn mà muốn ngon thì mình sẽ ướp nó qua đêm, còn không thì các bạn chỉ cần là mình xăm như thế này thôi, mình ướp nó cỡ khoảng 30 phút là được nè các bạn, nó thấm. Thì để ướp cho miếng sườn nó mềm thì có nhiều cách. Thường ở nhà là mình sẽ dùng thơm, mình vắt vào đây cỡ khoảng 1/4 1/4 1/5 của trái thơm á, các bạn ướp thì nó sẽ rất là nhanh mềm và cái vị của nó cũng ngon hơn nữa, cái thơm. Rồi bây giờ để ướp cái sườn chiên nước mắm này nè các bạn thì cũng đơn giản thôi ha. Đầu tiên thì mình sẽ vắt vào đây nó vài miếng thơm á, các bạn vắt lấy nước các bạn cho vào đây. Tùy nha các bạn, ví dụ như nếu như mà thơm mà chua thì các bạn vắt cỡ khoảng 3 miếng như của mình, còn nếu mà thơm mà ngọt thì các bạn vắt cỡ khoảng 5 miếng 6 miếng ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ xay nhuyễn cái phần hành tím và tỏi ra, cỡ khoảng 2 củ hành tím và 4-5 trái tỏi gì đó, xay nhuyễn ra rồi các bạn cũng vắt lấy nước luôn. Mình sẽ ướp cái nước hành tỏi vào đây các bạn để cho cái miếng sườn mình nó thơm hơn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây thêm một xíu muối và một xíu hạt nêm nữa là được ha, cỡ khoảng 1/3 muỗng muối, ít hạt nêm nữa. Rồi mình sẽ trộn đều cái phần sườn mình lên rồi các bạn ướp cho mình được khoảng 30 phút nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi pha phần sốt nước mắm ha, tại vì hôm nay mình làm công thức này nè các bạn, là mình làm cho mấy bé nhà ăn á, nên là mình không có cho tương ớt hay là ớt gì vào đây. Còn nếu mà các bạn làm cho người lớn ăn thì mình cho thêm ớt hoặc là tương ớt ha. Đường thì mình cho 1 muỗng ha, nước mắm thì mình cho là 2 muỗng. Rồi cái này là tương xí muội, tương xí muội thì các bạn cho mình 2 muỗng luôn. Tương xí muội này các bạn có thể là mua trong những cửa hàng tiện lợi hoặc là trong siêu thị đều có nha các bạn. Cái tương này thì nó cay của nó rất là ít, thành thử ra các bé nó ăn được, và thứ hai nữa là nó cũng giúp cho cái màu và cái mùi nó thơm. Vậy ha, mình trộn đều lên. Sườn sau khi mà các bạn ướp xong rồi đó thì bây giờ mình sẽ rắc bột bắp vào đây. Cái bột bắp này á, thì nó sẽ có công dụng là nó làm cho cái miếng sườn mình, thứ nhất là nó lên cái màu vàng đẹp, cái thứ hai nữa là nó không có bị khô hả các bạn. Tại vì nó có một cái lớp bột bên ngoài á, thì nó sẽ làm cho cái nước của cái sườn nó sẽ giữ lại bên trong, nó không có bị khô. Xóc đều lên ha. Rồi sườn sau khi mà các bạn đã áo bột rồi đó, bây giờ mình cho vào mình chiên. Chủ yếu là mình chiên cho nó chín vàng ha các bạn. Hôm nay mình mua cái sườn này nó không có dày lắm nên là mình chiên á là nó sẽ chín. Còn nếu mà các bạn mua những cái sườn mà nó dày, ví dụ như cái thịt nó dày á, thì các bạn phải hấp hoặc là mình luộc ha các bạn ha, mình luộc trước, chứ nếu không á các bạn cho vào các bạn chiên nó không có kịp chín. Tức là mà nếu mà mình chiên lâu quá thì cái miếng sườn nó sẽ bị khô, nó không có ngon. Nên là tùy cái độ dày của miếng sườn mà các bạn sơ chế cho nó phù hợp nha. Sau khi sườn mà các bạn chiên cho nó chín vàng rồi đó thì các bạn tăng lửa lên rồi mình gấp ra để mình ép cái dầu ở trong sườn ra các bạn, thì miếng sườn ăn nó sẽ đỡ bị ngán hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tím và tỏi á, thì vào đây mình phi cho nó thơm nó vàng lên. Khi mà hành tím tỏi nó thơm vàng rồi đó thì mình sẽ cho cái phần sốt vào. Mình sẽ đảo cho cái sốt này các bạn, khi nào mà nó sánh lại luôn ha, nó sánh và nó hơi cạn lại thì mình sẽ cho sườn vào nha, để nó áo đều một cái lớp xung quanh sườn thì ăn miếng sườn nó sẽ ngon, nó thơm hơn. Bình thường á, ví dụ như các bạn sườn các bạn hay xào chua ngọt nè hay đúng không, hoặc là mình kho đúng không các bạn, thì bây giờ mình thử mình làm cái món này đi. Mình chiên lên xong cái mình sốt nước mắm á, ăn nó hao cơm cực kỳ luôn. Rồi lúc này cái sốt mình nó cạn rồi nè, cho sườn vào nè các bạn, xóc đều lên cho cái sườn á áo đều một cái lớp nước mắm. Sau khi mà các bạn xóc đều nước mắm rồi đó thì lúc này các bạn cho mình vào đây nó cỡ khoảng nửa muỗng bơ để cho sườn nó thơm hơn. Đó, rồi bây giờ các bạn dọn ra dĩa mình ăn thôi ha. Mình có thể mình ăn với lại rau sống, dưa leo, cà chua đều rất là ngon. Không có bơ cũng được ha các bạn, nhưng mà có bơ đó thì cho vào sau quá nó thơm hơn. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích để chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món sườn chiên nước mắm rất là mềm ngon luôn, các bạn cứ làm thử đi. mình ướp xong rồi mình áo một cái lớp bột bắp á, mình chiên lên thì nó sườn nó không có bị khô. Rồi khi mà ướp thì các bạn nhớ là mình ướp vào đây một miếng thơm á, thì nó làm cho miếng sườn mình nó mềm. Hy vọng rằng là các bạn thích món sườn chiên nước mắm này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ, bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.